Ơn trời, người yêu của tôi đây rồi. Anh thấy em mặc vậy có được không? Với anh thì em mặc cái gì cũng đẹp hết, nhưng với mẹ anh thì anh không chắc. Hỏi anh cũng như không hả? Linh mới tới hả con? Dạ, dạ thưa bác, con mới tới. Nó không còn style mặc nào khác hay sao vậy? Gặp 10 lần là y như 10 lần mặc áo dài. Chào chị Loan. Tiếc quá, bữa nay chồng tôi có việc bận đột xuất, thành ra tôi phải đi thay nè. Chị khỏi cần cảm ơn tôi. Chị biết mà, tôi cũng bận lắm. Nhưng vì là chỗ làm ăn lâu dài của ông nhà tôi, nên tôi phải bớt chút thời gian quý báu của tôi để đến đây đó. Quý quá quá, cảm ơn chị nhiều. Mà nếu biết ông nhà bận á, tôi nói chị đừng qua luôn, để đừng có mất thời gian của chị mà. Đâu có được, chỗ tình nghĩa mà. Ông nhà tôi giúp chị làm ăn lâu nay rồi, bây giờ chị mời cơm, tôi không đến đâu có được. Xin phép được giới thiệu, đây là Ngọc, con gái cưng xinh đẹp giỏi giang của tôi đó. Dạ em chào anh. À anh, cái rượu này em uống không có hợp, cồn nó mạnh quá. Anh có rượu nào khác không? Hải, cô phiền con, đưa em nó đi chọn lại rượu nào đi ha. Con đi nha mẹ. Lên đây hả anh? Cô... À, cháu nó tên Linh. À, cô Linh nè. Dạ. Tôi nghe nói Hải nó chơi đàn dương cầm cũng hay lắm phải không? Dạ, dạ đúng rồi bác, anh chơi hay lắm. À, vậy sao? Cô nghe Hải nó chơi bao giờ chưa? Dạ, anh vừa mới chơi đàn đó bác. Chị Loan, hình như bạn gái con trai của chị không phân biệt được nhạc cụ Tây Phương phải không? À, cái thằng Hải vừa đàn là dĩ cầm. Chị Loan à, bạn gái của con trai chị có bộ đặc biệt lắm à. À, nãy giờ chưa có dịp hỏi thăm chứ. À, cô Linh nè. Dạ. Cô đang làm việc trong lĩnh vực nào vậy? Dạ cháu Linh nó hoạt động nghệ thuật. Ồ, không tin được luôn á. À, cô là diễn viên, ca sĩ, múa hay xiếc? Dạ, cháu là diễn viên cải lương. Ồ, nghe như là từ thế giới khác vậy. Con trai chị đúng là đặc biệt à nghe. Anh chu đáo quá, cảm ơn anh nha. Mọi người đang nói chuyện gì mà sôi động vậy? À, chị Loan nè, cháu Ngọc nhà tôi nó cũng biết chơi piano giống như chị vậy đó.
Hay sẵn đây, chị nói với cậu Hải, hai đứa xong tốn một bài, giúp vui đi ha. Thôi mẹ, con không có dám khoe tài trước mặt ai đâu mẹ. Mà anh Hải, nếu như anh không phiền thì em xong tấu với anh một bài nha. Được, mời em. Chị Loan coi đó, hai đứa nó có bộ hợp nhau ghê ha. Mà tiếc thiệt, cậu Hải có chơi violon hay cỡ nào cũng phí à, phải không cô Linh? Bác nói vậy là có ý gì? Ủa, ý gì đâu, chứ không phải sao? Cậu Hải có chơi violon giỏi tới đâu á, cũng đâu có đàn cho cô hát cải lương được. Đó, thấy chưa? Nhìn đi, đúng là trời xanh một cặp. Violon phải kết hợp với piano, loại âm nhạc bác học đó mới cho ra những bản nhạc du dương sâu lắng như vậy chứ. À mà quên, tôi mới nhớ ra là cô Linh đâu có quen thưởng thức cái loại âm nhạc bác học này đúng không? Cô quen xướng âm cái gì sáng u xì công liếu gì đó phải không chị? Cải lương mà. Bác tự trọng một chút, bác có quyền nói cháu ngu cháu không hiểu biết, nhưng xin bác đừng xúc phạm đến nghề nghiệp và niềm đam mê của người khác. Có chuyện gì hả em? Mẹ, tôi nói có gì sai sao chị? Tôi thấy ở đây cô mới là người không có tự trọng đó, trong khi trước mặt bao nhiêu người lại là người lớn nữa, cô lại phản ứng với tôi như vậy à? Cô có biết tôi là ai không? Cháu biết rõ cô là ai. Cô thích coi thường người khác, cô thích nghe nhạc bác học, nhưng ngay cái điều học sinh tiểu học nó cũng biết là muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác, cô còn không biết cái gì? Trời ơi, chị Loan, sao chị đến thinh để nó chửi tôi vậy? Con ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đi. Cô nói cái gì? Tại sao tôi phải tôn trọng cô chứ? Cô cho tôi biết một lý do nào để tôi phải tôn trọng cô đi. Con xin phép. Anh cậu Hải, nếu cậu chạy theo cô Linh thì bữa cơm kết thúc tại đây, và cũng như cái hợp đồng giữa ông nhà tôi và gia đình cậu chấm dứt ở đây. Con Linh nó không sao đâu, nó không có yếu đuối như con nghĩ đâu. Con có thể gặp nó sao? Con mà đi lúc này mẹ với con đuối thiệt á. Nghe lời mẹ đi. Sông trôi rất dịu dàng, nhớ dải lúa vàng xuôi về phương đông. Gành hầu ơi, nửa đêm mai hát lên câu quay lăng, chân trăng nghiêng suốt trên vạt rừng. Xe u xe u liêu phản, dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xe u xe u liêu phản, đưa cung đàn về trên bến xa. (Cười)
Sao vậy? Còn buồn anh chỉ hồi sáng hả? Em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Sao vậy? Nếu em chơi anh hất dở thì thôi, sau này anh sẽ không hát nữa. Anh Hải, em nghiêm túc đó. Anh không thấy giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt hay sao? Anh có thấy là giữa chúng ta có làm gì đi nữa cũng không san lấp được khoảng cách đó. Bữa nay em tập tuồng gì mới hả? Tự nhiên bữa nay... Em đang nghiêm túc. Anh cũng đang nghiêm túc mà. Chứ không phải em đang tập tuồng cải lương mới hay sao? Cái gì mà tạm xa nhau một thời gian rồi khoảng cách không thể san lấp. Sến quá. Anh xin lỗi, nhưng mà mấy cái em nói anh không thấy gì hết. Vậy là càng chứng minh rõ ràng chúng ta có khoảng cách quá lớn. Đó là do em tự thấy vậy thôi. Vậy em hỏi anh, từ khi em rời khỏi nhà anh, lý do gì bây giờ anh mới đến? Anh hiểu ý em nói rồi đúng không? Kìa, Linh, em đừng có như vậy được không? Anh xin em đó. Anh về đi, chúng ta cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta? Mối quan hệ của chúng ta thì làm sao chứ? Mối quan hệ của chàng danh nhân yêu đàn phiêu long và cô diễn viên cải lương.